Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt. Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm ngày 16 tháng 9, tương thuộc ngày cuối chuyến viếng thăm 4 ngày của Đức Thánh Cha tại Budapest và Slovakia. Và sau cùng là một sinh hoạt giáo hội. Thứ tư ngày 15 tháng 9, ngày viếng thăm cuối cùng của Đức Thánh Cha tại Slovakia. Vào lúc 8 giờ, từ tòa sứ thần tòa thánh, Đức Thanh Cha đi xe đến Sestin, cách đó 71 km. Sestin là thành phố nằm trong vùng Trnava, khu vực đông dân thứ hai của Slovakia. Lịch sử của Sestin bắt nguồn từ sự xuất hiện của thánh Cyril và thánh Methodio tại Slovakia. Lịch sử này được nói đến lần đầu tiên trong một tài liệu vào năm 1218. Vùng đất này trước đây chỉ là một ngôi làng, một pháo đài để bảo vệ ngã tư của một số tuyến đường thương mại, và là trụ sở của đại diện giám mục. Ngôi làng chỉ được công nhận là thành phố vào ngày mùng 1 tháng 9 năm 2001. Mỗi năm, Sát đón hàng ngàn người hành hương đến vương cung thánh đường Đức Mẹ Sầu Bi, một trong những đền thờ Đức Mẹ quan trọng nhất của quốc gia. Dân kính Đức Mẹ bảy sự đấng bảo trợ của Slovakia. Đền thánh quốc gia Sát Sau hơn một giờ di chuyển, Đức Thánh Cha đến đền thánh quốc gia Sát Lịch sử của đền thánh quốc gia Sát hay vương cung thánh đường Đức Mẹ bảy sự bắt nguồn từ thế kỷ 16, khi một nhà nguyện nhỏ ở ngã tư đường đón một bức tượng Đức Mẹ Sầu Bi với thần sắc Chúa Kitô trên đầu gối mẹ. Tượng được làm bằng gỗ của khu vực sông Danube trong năm 1564 do Angelica Bakikova, vợ của bá tước Imbrit Jobor, lãnh chúa của lãnh thổ Sartin, yêu cầu thực hiện. Người phụ nữ quý tộc đã cầu nguyện xin đức trinh nữ cho chồng bà, một người hay nổi cáu thay đổi tính tình, và lời cầu nguyện của bà đã được đáp lại Kể từ đó, rất nhiều tín hữu dừng lại cầu nguyện trước nhà nguyện và họ đã nhận được ơn chữa lành. Lòng sung kính Đức Mẹ ngày càng tăng và vào năm 1710, một ủy ban điều tra về các phép lạ chữa lành đã được thành lập. 726 trường hợp đã được nghiên cứu và vào ngày 10 tháng 11 năm 1732, bức tượng được tuyên bố là phép lạ và được giao cho cha xứ Sastin trong coi. Ngày 22 tháng 4 năm 1927, Đức Giáo Hoàng Pio 11 tuyên bố Đức Trinh Nữ Bảy Sự là đấng bảo trợ của Slovakia. Và vào ngày 23 tháng 11 năm 1964, Thánh Giáo Hoàng Paulo VI đã nâng nhà thờ lên bậc tiểu vương cung Thánh Đường. Vào năm 1995, trong chuyến tông du đến Slovakia, Thánh Joan Paulo II đã cử hành thánh lễ tại đây với sự hiện diện của hơn 200.000 tín hữu. Mỗi năm, Giáo hội Slovakia kính nhớ đấng bảo trợ vào ngày 15 tháng 9. Ngày này cũng là ngày hành hương quốc gia theo truyền thống có từ năm 1732. Khi đến nơi, Đức Thánh Cha cùng với các giám mục đến trước tự Đức Mẹ Sầu Bi cầu nguyện. Lời cầu nguyện phó thác được Đức Thánh Cha sướng lên cùng với các giám mục. Lạy Mẹ Thiên Chúa và Mẹ chúng con, chúng con phó thác cuộc sống và quê hương chúng con nơi mẹ. Chúng con phó thác sự hiệp thông giám mục nơi mẹ. Xin cho chúng con ân sủng để sống chung tín mỗi ngày trước lời Chúa Giêsu con mẹ đã dạy chúng con. Và giờ đây, trong người và với người, chúng con hướng về Thiên Chúa, cha chúng con. Sau đó, Đức Thánh Cha dùng xe mui trần đi vòng quanh khu vực đền thánh để chào các tín hữu trước khi chủ sự thánh lễ trọng kính bày sự thương khó Đức Mẹ đứng bảo trợ Slovakia. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha diễn giải bài tin mừng theo phục vụ lễ Đức Mẹ sầu bi. Ngài nói: Trong đền thờ Jerusalem, đôi tay Đức Maria đã đưa về phía cụ già Simeon. Ông đã đón lấy Giêsu trong vòng tay và nhận ra người là Đấng Messiah được sai đến để cứu Israel. Trong bối cảnh này, chúng ta chiêm ngắm Đức Maria, người mẹ trao ban cho chúng ta người con là Chúa Giêsu. Đó là lý do tại sao chúng ta yêu mến và sùng kính mẹ. Trong đền thánh quốc gia Sastin này, người dân Slovakia chạy đến với mẹ với đức tin và lòng sùng kính vì họ biết rằng mẹ đã trao Chúa Giêsu cho nhân loại. Logo của chính tông du này mô tả một con đường quanh co nằm bên trong một trái tim được đặt bên dưới thánh giá. Mẹ Maria là con đường dẫn chúng ta đến với thánh tâm Chúa Kitô, đấng đã hy sinh chính mạng sống vì yêu thương chúng ta. Theo Đức Thánh Cha, dưới ánh sáng của đoàn tin mừng, chúng ta có thể chiêm ngưỡng Đức Maria như một mẫu gương về đức tin và chúng ta có thể nhận ra ba đặc tính của đức tin: lên đường, ngôn sứ và lòng rắc ẩn. Trước hết, đức tin của mẹ Maria là một đức tin lên đường. Sau khi nghe thiên thần loan báo, thiếu nữ Nazareth đã vội vã đi đến miền đồi núi, để thăm và giúp đỡ người chị họ Elizabeth. Khi được kêu gọi trở thành mẹ đấng cứu độ, Đức Maria không coi đó là một đặc ân. Mẹ không đánh mất niềm vui đơn sơ khiêm nhường sau cuộc viếng thăm của thiên thần. Mẹ không dừng lại để chiêm ngưỡng chính mình trong bốn bức tường của ngôi nhà. Trái lại, mẹ đã cảm nghiệm được hồng ân lãnh nhận như một sứ vụ phải thực hiện. Mẹ cảm thấy được thúc bắt mở cửa đi ra ngoài căn nhà. Mẹ mong muốn dâng hiến cuộc sống và thân xác như ý chúa muốn để mọi người được cứu độ. Đó là lý do tại sao mẹ Maria lên đường. Trong hành trình này, mẹ đã chọn những điều chưa biết của cuộc hành trình hơn là sự thoải mái của những thói quen hàng ngày, sự mệt nhọc của việc đi đường hơn là sự yên bình trong ngôi nhà, sự mạo hiểm của đức tin được đem ra để trở thành một món quà yêu thương cho người khác hơn là sự an toàn của lòng đạo đức tĩnh tại. Đức tin hôm nay cho chúng ta thấy mẹ Maria lên đường hướng về Jerusalem nơi cùng với thánh Giuse mẹ đã dừng Chúa Giêsu trong đền thờ và cả cuộc đời mẹ sẽ là một cuộc hành trình theo sau con mẹ với tư cách là môn đệ đầu tiên của người trên đồi can về dưới chân thập giá. Mẹ Maria không bao giờ dừng cuộc hành trình. Từ mẫu gương của Đức Mẹ, Đức Thanh Cha mời gọi người dân Slovakia luôn lên đường thực hiện cuộc hành hương tìm kiếm Chúa. Đức Thanh Cha nói, khi thực hiện cuộc hành trình này, anh chị em phải vượt qua cam dỗ của một đức tin thụ động. Vốn hài lòng với nghi lễ hoặc truyền thống cổ xưa, Thay vào đó, anh chị em hay ra khỏi chính mình, mang theo niềm vui và nỗi buồn trong hành trang và làm cho cuộc sống trở thành một cuộc hành hương của tình yêu hướng về Thiên Chúa và anh chị em. Đức Maria mẫu gương về đức tin, ngôn sứ. Về đặc tính thứ hai của đức tin nơi mẹ Maria, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, bằng chính cuộc sống, thiếu nữ Nazareth là lời ngôn sứ về công trình của Thiên Chúa trong lịch sử, về hành động thương xót của người làm đảo lộn luận lý của thế giới, nâng cao người khiêm nhường và hạ bệ kẻ kiêu căng. Đức Maria là đại diện cho tất cả người nghèo của Jave, những người kêu cầu lên Chúa và chờ đợi sự xuất hiện của đấng Messia. Các ngôn sứ của Israel đã đoàn báo rằng mẹ là thiếu nữ Sion. Đức trinh nữ sẽ thụ thai đấng Emmanuel, thiên chúa ở cùng chúng ta, là trinh nữ vô nhiễm nguyên tội. Đức Maria là biểu tượng cho ơn gọi của chúng ta. Vì như mẹ, chúng ta cũng được kêu gọi nên thánh và vô nhiễm trong tình yêu, giống hình ảnh của Chúa Kitô, truyền thống ngôn sứ của Israel đạt đến đỉnh cao trong Đức Maria, bởi vì mẹ cưu mang ngôi lời Thiên Chúa nhập thể, Chúa Giêsu đấng đã hoàn thành trọn vẹn và vứt khoát chương trình của Thiên Chúa. Đức Kinh Cha nhắc nhớ rằng đừng bao giờ để đức tin bị giảm xuống thành đường làm ngọt cuộc sống. Chúa Giêsu là dấu chỉ của sự đối nghịch, người đến để mang ánh sáng vào nơi tối tăm, điều bóng tối ra chỗ nhận biết và bắt nó phải phục tùng. Vì lý do này, bóng tối luôn chiến đấu chống lại người. Ai đón nhận và mở lòng ra với người sẽ được người làm cho sống lại. Ai chối từ người thì vẫn ở trong bóng tối và tự hủy hoại mình. Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ của người rằng, Chúa đến không phải để mang lại hòa bình, nhưng là gươm giáo. Thật vậy, lời Chúa như gươm hai lưỡi, đi vào cuộc sống của chúng ta, tách ánh sáng ra khỏi bóng tối và yêu cầu chúng ta chọn lựa. Trước Chúa Giêsu chúng ta không thể hâm hẩm, sọ chân trong hai chiếc giày, không thể như thế. khi đón nhận người có nghĩa là chúng ta để cho người làm tỏ lộ những mâu thuẫn của chúng ta, các ngẫu tượng và những cám dỗ của chúng ta, người trở thành sự sống lại của chúng ta, đấng luôn nâng chúng ta lên khi chúng ta bấp ngã, người nắm lấy tay và cho phép chúng ta bắt đầu lại. Ngày nay, Slovakia cần những ngôn sứ như vậy. điều này không có nghĩa là trở thành thù địch với thế giới nhưng là dấu chỉ của sự đối nghịch trong thế giới các kỳ tô hữu là người biết thể hiện vẻ đẹp tin mừng bằng cuộc sống là những người dệt nên cuộc đối thoại nơi chiến tranh lạnh làm đông cứng các kỳ tô hữu là những người làm cho đời sống huynh đệ được chiếu sáng ở nơi xã hội đang có sự chia rẽ và thù địch là những người mang lại hương thơm ngọt ngào của lòng hiếu khách và tình liên đới ở những nơi mà sự ích kỷ cá nhân và tập thể thường chiếm ưu thế Họ là những người bảo vệ và gìn giữ cuộc sống ở những nơi mà văn hóa sự chết ngự trị. Về đặc tính cuối cùng của đức tin nơi mẹ Maria, Đức Thanh Trà giải thích. Đức tin của mẹ là lòng trắc ẩn. Mẹ tự nhận mình là nữ tỳ của Chúa và là người với sự ấn cần đã quan tâm để rượu trong tiệc cưới ở Cana không bị thiếu, là người đã chia sẻ với con mẹ sứ vụ cứu độ cho đến dưới chân thánh giá. Tại đồi canh về, trong nỗi đau tột cùng, mẹ đã hiểu lời ngôn sứ của cụ già Simeon. Một lưỡi gươm cũng sẽ đâm thâu tâm hồn của bà. Đức Maria, mẹ sầu bi, luôn đứng dưới chân thánh giá, mẹ không chạy trốn, hay cố gắng tự cứu mình, hay tìm cách giảm bớt sự đau buồn. Đây là bằng chứng của lòng trắc ẩn thực sự, luôn đứng dưới thánh giá. Vẫn với, với khuôn mặt nước mắt, nhưng với đức tin, biết rằng nơi con của mẹ, thì Chúa đã biến đổi đau thương và chiến thắng sự chết. Và chúng ta cũng vậy, khi nhìn vào đức mẹ sầu bi, chúng ta hãy mở lòng đón nhận đức tin, để đức tin trở thành lòng chắc ẩn, một đức tin trở thành sự chia sẻ cuộc sống với những ai đang bị tổn thương, đau khổ và buộc phải mang thập giá nặng nề. Anh chị em thân mến, một đức tin không còn chủ tượng, nhưng nhập thể và liên đới với những ai gặp khó khăn. Một đức tin theo cung cách của Chúa, âm thầm và kim hạ, so dịu nỗi đau của thế giới và tươi mát dòng lịch sử bằng ơn cứu độ. Vào cuối tháng lễ, trước khi rời khỏi đền thánh, Đức Thiên Cha có đôi lời với toàn thể giáo hội Slovakia và Ngài nói, Anh chị em thân mến, đã đến lúc tôi phải rời đất nước của anh chị em. Trong tháng lễ này, tôi tạ ơn Chúa vì đã cho phép tôi đến ở giữa anh chị em và kết thúc cuộc hành hương trong vòng tay yêu thương của anh chị em. Cùng cử hành ngày lễ quốc gia đấng bảo trợ Đức Mẹ Sầu Bi. Xin chân thành cảm ơn anh em giám mục yêu quý vì mọi sự chuẩn bị và đón tiếp. Tôi cảm ơn bà Tổng thống và chính quyền dân sự tôi cảm ơn tất cả những ai đã cộng tác cho chuyến viếng thăm này đặc biệt là lời cầu nguyện tôi vui mừng gửi lời chào một lần nữa tới các thành viên và các quan sát viên của hội đồng các giáo hội kitô đã làm cho chúng ta được vinh dự qua sự hiện diện của họ tôi mang tất cả anh chị em trong tim tôi xin cảm ơn chào tạm biệt các tín hữu tại đền thánh Sastin. Đức Thánh Cha đã di chuyển đến sân bay quốc tế Bratislava cách đền thánh Sastin 86 km. Ngài đến sân bay quốc tế Bratislava lúc 13 giờ 15 sớm hơn giờ dự kiến 15 phút. Tại đây, Ngài được Tổng thống Cộng hòa Slovakia chào đón tại lối vào sảnh VIP của sân bay Bratislava. Đức Thánh Cha đã có một cuộc trò chuyện ngắn với Tổng thống trước khi lên xe ra thảm đỏ dẫn ra máy bay. Tại thảm đỏ, Đức Thánh Cha đã chào các phái đoàn đại diện trước khi lên máy bay. Tổng thống Slovakia bà Zuzana Kaputova đã xúc động và khóc khi Đức Thánh Cha lên máy bay và trong lúc máy bay chạy ra đường băng để cắt cánh. Máy bay A320 của hãng A Italia chở Đức Thánh Cha, đoàn tùy tùng và các nhà báo đã cắt cánh vào lúc 13 giờ 47 phút, rời sân bay Bratislava trở về Roma. Trong chuyến tông du nước ngoài lần thứ 34, Đức Thánh Cha đã có 13 diễn văn và bài giảng, thăm năm thành phố Budapest, Bratislava, Kosice, Presov và Sastin, kết thúc chuyến tông du 4 ngày tại Budapest và Slovakia. Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội Để tuyên phong chân phước cho Đức Hồng Y. Stefan Wijinski và mẹ Elizabeth Rosa Chaka Kính thưa quý thính giả, hôm Chủ nhật 12 tháng 9 vừa qua, tại đền thánh chú con phòng ở thủ đô Vassava của Ba Lan, Đức Hồng Y Marcello Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đã cư hành thánh lễ tuyên phong chân phước cho hai nhân vật nổi bật của giáo hội công giáo Ba Lan trong thế kỷ 20. Đó là Đức Hồng Y Stefan Wyszynski và mẹ Elizabeth Rosa Saka. Hiện diện trong thánh lễ có một số Hồng Y, bao gồm Đức Hồng Y Chánh Sở Từ Thiện của Đức Thánh Cha Konrad Krajewski, Đức Hồng Y Dominic Duca, người Czech, Đức Hồng Y Kazimierz Nis của vasava và Đức Hồng Y cựu thư ký riêng của Đức John Paulo II, Stanislav Zivis. Và có 80 giám mục đến từ các miền của Ba Lan, 45 giám mục từ các nước và 600 linh mục. Do đại dịch COVID-19 nên số người tham dự thánh lễ bị giới hạn. Khoảng 7.000 tín hữu hiện diện trực tiếp, một nửa bên trong đền thánh và một nửa ở bên ngoài trong số những người tham dự cũng có Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda, Thủ tướng Mateusz Morawiecki, Phó Thủ tướng Jaroslav Kaczynski và một số nhân vật chính quyền khác. Đức Hồng Yves Vyshynki từng là tổng giám mục của Niesno và Vassava, cũng như giáo chủ của Ba Lan từ năm 1948 đến năm 1981 giữa làn sóng bất hại công giáo của chính quyền Cộng sản. Ngài đã bị giam tù từ năm 1953, năm ngày được đức 12 thăng làm hồng y, cho đến năm 1956. Còn mẹ Saka là một nữ tu bị mất thị lực ở tuổi 22 và đã dành các cuộc đời mình để giúp đỡ người mù. Mẹ đã điều chỉnh ngữ âm tiếng Ba Lan vào bản chữ cái Braille và công trình của mẹ sau đó trở thành tiêu chuẩn giảng dạy ở các trường học hai người đã được chữa lành nhờ sự chuyến cầu của Đức Hồng Y Stefan Wyszynski và mẹ Elizabeth Saka là Sonula và cô Carolina Gavrich cũng hiện diện trong thánh lễ. Trong hội nghị được tổ chức vào ngày 2 tháng 9 tại Tòa Tổng giám mục Vassava, hai nhân chứng nói rằng lời cầu nguyện có sức mạnh, các phép lạ xảy ra và các tín hiệu không cần nhiều lời giải thích. Họ đã trình bày các phép lạ dẫn đến việc hoàn thành các thủ tục phong chân phước cho hai vị tôi tới Chúa, vào năm 1986, khi Sơn Nula gia nhập dòng nữ tô môn đệ thánh gia, việc cầu nguyện cho việc tuyên phong chân phước cho Đức Hồng My visinski đã phổ biến rộng rãi. Vào tháng 2 năm 1988, Sơn Nula đã trải qua cuộc phẫu thuật kéo dài để chữa bệnh ung thư tuyến giáp. Trong quá trình phẫu thuật ở Stettino, nơi sơ đã làm việc vào thời điểm đó, các bác sĩ đã loại bỏ các tổn thương ung thư và các hạt bạch cầu di căn. Thật không may, căn bệnh tiếp tục phát triển. Nên năm 1989, trung tâm ống bú ở Kliwajce đã phụ trách chữa trị cho sơ. Tuy nhiên, liệu pháp điều trị không thành công và một khối u lớn 5cm đã phát triển trong cổ họng sơ, cản trở nghiêm trọng việc hô hấp. Nó gây khó khăn cho việc uống thuốc và thậm chí cả việc ngủ nghỉ. Senula chia sẻ, Người bác sĩ thông báo kết quả chuẩn đoán cho tôi, nói với tôi rằng tôi không còn sống được quá 3 tháng nữa. Cả phẫu thuật có thể thực hiện được nhưng nó rất có nguy cơ dẫn đến những biến chứng không thể phục hồi. Cuối cùng, sơ đã không ký vào giấy đồng ý phẫu thuật vì nó có thể gây nguy hiểm cho sinh mạng của sơ. Sơ Helena Christiana Mikiewicz, người sáng lập dòng nữ các nữ tu môn đệ thánh gia, đã vận động các nữ tu của mình và những người khác cầu nguyện nhiều cho sơ Nula được chữa lành nhờ sự chuyển cầu của tôi tới Chúa là Đức Hồng Y Stefan Vizkinski. Lời cầu nguyện được đọc 9 lần mỗi ngày, và điều này kéo dài liên tục trong vài tuần, đêm ngày 14 rạng sáng ngày 15 tháng 3 năm 1989 là thời gian vô cùng khó khăn đối với Sơ Nula khi Sơ bị xuất huyết dữ dội. Nhưng đó cũng là đêm diễn ra bước ngoặt vì khối u bắt đầu nhỏ đi và không cần giải phẫu. Vào ngày 21 tháng 3 sau đó, Sơ Nula xuất viện. Sơ đã hoàn thành thời gian đào tạo trong nhà tập theo luật, sau đó tuyên khấn và làm việc trong nhà dòng cho đến ngày nay. Sơ Nula giải thích, các bác sĩ đã nhiều lần nói rằng họ chỉ cho tôi nhập viện bởi vì tôi còn trẻ, để tôi không suy sụp về mặt tâm lý vì những gì họ đã làm cho tôi, để chữa bệnh không giúp được gì cho tôi. Tôi là nhân chứng cho thấy phép lạ xảy ra và người tin Chúa không cần nhiều lời giải thích. Vào tháng 11 năm 2018, hội đồng y khoa do bộ phong thánh chỉ định đã xác nhận rằng sự kiện này không thể giải thích được về mặt y khoa. Sự việc này trở thành cơ sở cho sắc lệnh nhìn nhận phép lạ nhờ sự chuyển cầu của Đức Hồng y Visinski. Cô Carolina Gaurit cũng nói về việc cô được chữa lành nhờ lời chuyến cầu của mẹ Rosa Elizabeth Zaka. Phép lạ liên quan đến một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào ngày 29 tháng 8 năm 2010 khi Carolina mới 7 tuổi. Chiếc xà xích đu bị gãy, nghiền nát đầu của cô bé. Các vết thương ở đầu nghiêm trọng đến mức các bác sĩ dự đoán rằng nếu cô bé không chết thì cũng sẽ ở trong tình trạng thực vật hoặc bị tổn thương nghiêm trọng, bao gồm cả thị giác và thính giác. Toàn thể dòng các nữ tu phan sinh nữ tỳ thánh giá đã cầu nguyện cho cô bé, xin mẹ Saka chuyển cầu. Phép lạ xảy ra vào ngày 13 tháng 9 và cô bé bắt đầu nhanh chóng phục hồi mọi chức năng. Hai tháng sau vụ tai nạn, Carolina tự đi lại và xuất viện. Hiện nay Carolina hoàn toàn khỏe mạnh, cô luôn nhiệt tình với công việc tình nguyện và từ tháng 10 tới đây, cô sẽ là sinh viên tâm lý học tại Đại học Vakmia và Masuri ở Austin. Carolina cũng chăm sóc các em nhỏ. Cô chia sẻ, tôi cố gắng nói chuyện với chúng về những gì đã xảy ra. Tôi giải thích cho chúng lý do tại sao tôi vẫn ở đây và tôi sống bình thường, để các em hiểu lời cầu nguyện có sức mạnh gì. Tôi cố gắng đến thăm các nữ tu ở Lasky khi có thể. Tôi đã đến thăm ngôi mộ của mẹ Sắc Ca. Tôi cảm ơn sự cầu bầu của mẹ. Ngày 27 tháng 10 năm ngoái, Đức Thánh Cha đã cho phép Bộ Phong Thánh công bố xác lệnh nhìn nhận phép lạ được cho là nhờ lời chuyển cầu của mẹ Sắc Ca. Phép lạ được công nhận đã mở đường cho việc tuyên phong chân phước cho mẹ. Theo truyền thống, trong thánh lễ, sau khi hai bức hình lớn của hai tên chân phước được mở ra, các tín hữu đã vỗ tay trong khi ca đoàn hát một bài hát. Ngay sau đó, thánh tích của hai tên chân phước cùng với hai bó hoa nhỏ và hai ngọn nến thắp sáng được đặt ở một bên bàn thờ. Katrina gào trước thánh tích của mẹ Saka lên bàn thờ, còn thánh tích của Đức Hồng Y Vysinki được sơ nôn rước. Đức Hồng Y Semeraro bắt đầu bài giảng bằng tiếng Ý và sau đó trao cho Đức cha phụ tá của giáo phận Vaksava tiếp tục đọc bằng tiếng Ba Lan. Đức Hồng Y Semeraro nhắc lại lời kinh Magnificat của Đức Trinh Nữ Maria như được thuật lại trong phúc âm Thánh Luca để chỉ ra rằng những lời của bài Thánh Thi Cảm Tạ đã được Đức Trinh Nữ Maria thốt lên. Hôm nay, diễn tả lời cảm ơn của chúng ta đối với Thiên Chúa vì chúng ta trong lễ tuyên phong trên phước cho Đức Hồng Mi Stefan Fisinski và mẹ Elizabeth rusak Đức Hồng y Tổng trưởng Bộ Phong Thánh khen ngợi Đức Hồng Mi Fisinski, giáo chủ Ba Lan và mẹ Chaka, nước tô mù đã cách mạng hóa việc chăm sóc người khiếm thị và đã đưa ra một mô hình phục vụ Ngài nhận định, những tân trên phước hôm nay đã nhận được từ quốc gia này đức tin tốt đẹp không gì sánh được và sức sống của truyền thống yêu mến Thiên Chúa hàng thế kỷ. Đức Hồng Minh đặt câu hỏi, đổi lại, các ngài đã trao cho mọi người điều gì? Các ngài đưa ra lời xác tín trong suốt cuộc đời về quyền tối thượng của Thiên Chúa, điều có khả năng khôi phục nhân phẩm cho con người. Họ đã đưa ra lời chứng về một đời sống trung thành với tin mừng bằng mọi giá họ đã để lại một mô hình phục vụ cho một người cụ thể đang gặp khốn khó, ngay cả khi không có ai chăm sóc người này và khi sự thờ ơ dường như thắng thế. Đức Công Mi Semeraro thuật lại rằng, trong cuộc nổi dậy chống lại quân Đức Quốc xã, Đức Công Mi Vizsiski đã tìm thấy một mảnh giấy đang cháy bay từ đống đổ nát bị cháy rụi của thủ đô. Trên đó, Đức Công Mi Vizsiski đọc được những dòng chữ này. Bạn sẽ yêu thương, Đức Công Mi kể. Vô cùng xúc động vì những lời này, Đức Công Mi Vizsiski đã mang mảnh giấy đến nhà nguyện, đưa cho các nữ tu xem và nói: "Đây là lời kêu gọi thiêng liêng nhất của cuộc chiến Warsaw dành cho chúng ta và toàn thế giới, một lời kêu gọi và một lời chứng tá bạn sẽ yêu thương trong cuộc chiến đấu bảo vệ tự do của người Ba Lan." Ngài thường nhắc đi nhắc lại: "Ai thù ghét là đã thua rồi. Ngài đã phải chịu đựng tất cả sự sỉ nhục và đau khổ mà đỉnh điểm là 3 năm tù từ năm 1953 đến năm 1956. Nói về nữ tu Elizabeth Ruscha Chaka, Đức Công Y Tổng trưởng Bộ Phong Thánh nói, qua sự siêng năng và dấn thân phi thường của mình, trên Phước Chaka cho chúng ta thấy rằng không có trở ngại nào cho những ai muốn yêu Chúa và yêu như người. Nhắc lại mối liên kết chặt chẽ giữa hai vị trên Phước, Đức Công Y nói rằng, từ sau lần gặp gỡ đầu tiên, các ngài đã hiệp nhất cho một sự hiệp thông của Đức Tin, tình yêu đối với Thiên Chúa và những con người thiếu thốn và không được bảo vệ. Cả hai đều biết cắt lấp đầy cho nhau sức mạnh sự bền bỉ và lòng dũng cảm. Cá nhân Đức Hồng Y đã tham gia vào việc giúp đỡ tất cả những người bị cấm đoán và hạn chế cho việc thực hành quyền tự do và tuyên xương đức tin của họ. Còn mẹ Chaka, người mù trong số những người mù về thể chất và tinh thần, đã giúp đỡ tất cả những người bị bỏ rơi, bị bỏ lại bên lề xã hội. Trên phước Chaka sẽ được kính nhớ vào ngày 19 tháng 5 và Đức Hồng Y vào ngày 28 tháng 5. <laughs> Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. ngợi khen Chúa Kitô.